chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong bản tin game của gamehub.vn tuần này. Để bản tin được sống động và gần gũi hơn thì mình quyết định sẽ thay đổi phong cách. Nhưng mà phong cách gì thì cũng chưa biết. Đầu tiên là một điểm các tin tức game hot trong làng game Việt tuần này. Trong lúc chờ đợi mình tổng hợp thông tin thì sau đây là 30 giây giới thiệu game ngon trong tuần. Lấy tựa game Warhammer 40k Space Wolf đi. Tựa game này thì có đồ họa cực kỳ đẹp nhưng mà chơi cũng khó dã man luôn. Warhammer 40k Space Wolf đưa người chơi vào bối cảnh tương lai, nơi đạo quân Space Wolf đang bảo vệ quê hương trước sự xâm lược của bè lũ Chaos độc ác. Game thủ sẽ vào vai Lord Vanguard, một trong những anh hùng của Space Wolf, thống lĩnh quân đội của mình chiến đấu một cách khéo léo và thành công nhất. Phong cách lối chơi của Space Wolf là sự hòa hợp giữa trường phái chiến thuật theo lượt và thẻ bài nhập vai. Game thủ sẽ phải biết tính toán đường đi nước bước trên địa hình hơi hướng ô vuông bàn cờ. Ở đó, người chơi sẽ điều hành tổ đội gồm 3 thành viên chia theo nhiều chủng loại khác nhau. Từ Tactical Marine với súng trường Bolter, Assault Marine tay gươm tay súng hay Terminator mang giáp khủng cùng 4 năng lượng nghiền nát tất thảy trên đường đi. Game này nhìn phê đúng không? Đợi mãi nó mới chịu ra đấy. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng thử xem tuần này có thông tin gì nào. Mình lấy ra một ít thì cũng thấy nhiều rồi. Đầu tiên là ngày 2 tháng 11, sự kiện offline on mobile tổ chức bởi VTC Game đã diễn ra. Với sự góp mặt của 100 khách mời đến từ 16 fan. Có một điểm đặc biệt ở sự kiện này là có một nữ game thủ mỏng manh tên là Mèo Ngoan một mình đánh bại 3 game thủ nam để chiến thắng ở thể loại thường khó, rất ấn tượng. Ngày mùng 3 tháng 11 thì GMO AN Naruto, GMO thẻ bài của Gamota ấy, thì cũng đã tiếp tục ra server thứ 11, tốc độ khá là nhanh. Ngày 4 tháng 11 thì GMO Phong Vân Truyện cũng chính thức ra mắt một GMO mới với phong cách thẻ bài chiến thuật, có kết hợp yếu tố nhập vai nữa. Đấy, thì có một điểm đặc biệt ở GMO Phong Vân Truyện này là lấy cốt truyện từ truyện Phong Vân rất là nổi tiếng và chưa có một GMO Việt nào lấy cả. Trong ngày mùng 5 tháng 11 có thêm 2 tựa game Việt nữa ra mắt. Một cái là GMO Siêu Nhân Đại Chiến của Gamota. Thì đây là một GMO thẻ bài phong cách mới. GMO thẻ bài Việt Nam thì cũng nhiều rồi, nhưng mà có một điểm đặc biệt là bạn vào game này thì sẽ gặp rất là nhiều nhân vật quen thuộc. Có từ One Piece nè, rồi các anh hùng của Marvel nè, rồi kể cả hero trong game Liên Minh Huyền Thoại trên PC ấy, cũng phải có. Game thứ hai là một studio Việt với tên là Bắn Tàu Lạ bảo vệ Bình Đảo. Đây là một game phi lợi nhuận và bên phía nhà phát hành còn cam kết là 100% lợi nhuận sẽ được đóng góp cho quỹ chương trình hậu phương của lính biển. Đấy, chương trình rất là hay, chúng ta vừa chơi game và trong lúc chơi game và xem quảng cáo thì cái lợi nhuận đấy sẽ được đóng góp cho các anh lính ở biển đảo. Thay vì là mất tiền trực tiếp thì mất tiền gián tiếp này cũng khá là hay ho. Đấy, thôi thế thôi, còn nhiều tin nữa nhưng mà mình nhiều quá, bây giờ chúng ta hãy cùng thử xem trong tuần này có những game hot nào chúng ta có thể chơi trong rảnh rỗi để thư giãn nhé. The Dead là tựa game mới nhất đi theo trường phái bắn súng tự do, kết hợp bối cảnh thây ma sắc sống quen thuộc. The Dead đúng như cái tên, đưa người chơi vào một thế giới ngay thời điểm đại dịch thây ma lan tràn trên khắp trái đất, càn quét như cơn lũ cuốn nốt chừng mạng sống con người. The Dead đưa người chơi nhập vai vào những nhân vật bình thường nhất, mỗi người một cuộc sống, một hoàn cảnh khác nhau nhưng chung một nhiệm vụ là tiêu diệt những con zombie khát máu. Cốt truyện của The Dead được chia thành hai chương chính là The Cabin và The Club để game thủ có thể lần lượt trải nghiệm khám phá, nhập vai và tận hưởng những tình huống giật gân không hề nhàm chán. Base Buster, ngay từ cái nhìn đầu tiên có thể khiến bạn lầm tưởng tới một tựa game thủ thành truyền thống. Nhưng trái lại, người chơi sẽ lãnh đạo bộ ba cỗ chiến xa tối tân, tiêu diệt hàng phòng thủ của địch xuyên suốt đường đi. Tại Base Buster, game thủ còn được trải nghiệm yếu tố nhập vai theo luật khi đối đầu trực diện với bộ ba chiến tăng của đối phương. Tựa game còn sở hữu hệ thống tính năng trang bị đa dạng, mỗi chiến xa đều sở hữu những khả năng chuyên biệt, phóng xét, tung bom, xả giàn tên lửa. Mỗi chủng loại đều yêu cầu game thủ phải kích hoạt đúng thời điểm nhằm đạt sát thương và độ chuẩn xác cao nhất, vừa đặt nặng sự tính toán, vừa đòi hỏi khả năng nhanh nhạy từ đôi mắt của người chơi. Tựa game thứ 3 mình muốn giới thiệu tới các bạn là Age of Monster đã chính thức close beta vào ngày 27 tháng 10. Đây là một sản phẩm GMO được xây dựng dựa trên ý tưởng từ các nhân vật trong thế giới Monster quen thuộc, tạo thành hệ thống các con thú đa dạng phong phú được đội ngũ nhân viên trẻ của công ty vua trò chơi trực tiếp sản xuất. Age of Monster thì là sự kết hợp khéo léo giữa lối chơi kéo kim cương cổ điển với thi đấu kịch tính giữa hai bên đối đầu nhau.
nhưng mà lại có nhiều sáng tạo hơn so với các game cùng thể loại ở chỗ là nếu mà thắng cuộc thì người chơi sẽ được thu phục cái con quái vật đấy, biến nó thành pet của mình, rồi cùng đồng hành và đi chinh phục những con quái vật khác trong thế giới của Monster. Cái tên cuối cùng là Metal Sky, một game bắn máy bay. Metal Sky thì lấy bối cảnh vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, được người chơi phụ trách một đội bay mang tên là Tiger đấy, nhằm bảo vệ quê hương trước kẻ xâm lược láng giềng. Thì trong tựa game này, tất cả những gì game thủ phải làm là hướng thẳng về máy bay của đối phương và giữ cho hai cỗ đạn nhả súng liên tục. Thì phong cách tập trung chiến đấu này của Metal Sky thì phỏng theo đúng cơ chế Dogfight nổi tiếng, sẽ đem đến sự kịch tính và chất hành động cho tựa game này. Hiện Metal Sky đã có mặt trên nền tảng Android và hứa hẹn sẽ chào sân iOS trong thời gian tới. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về làng game mobile trong nước và quốc tế, các bạn có thể theo dõi tại website fanpage của gamehub.vn. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại!